đi Quy, quay em đi. Phải với nó là phải lâu xíu. Cái này cho nhanh. Sao để xấu vậy? Hey. 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 Yeah. 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 Wow. Wow. Hey. 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 Nửa đá tay. Yeah. Đổ đi, đổ đi, đổ đi, đổ đi. Cái chân mát quá. Đó, đi thôi. Ôi, đi cao hơi nặng quá. Hải sản. Lần đầu tiên đi cái này nó nha. Đảo anh em. Thôi đợi cậu ơi, đợi mình mà. Để đây cố thôi. Là đi được nha. Cứ lú luôn rồi. Đi đây nè. Đi đây nè. Có hơi chân không? Đây chết rồi. Sao? Ủa cậu ơi, em không biết chơi. Từ từ từ. Tại sao anh chơi? Chơi sao khu quần ai vậy trời? Nặng lắm. Còn ai? Mấy người kia chắc còn... Nhẹ thôi, bây giờ bước nhẹ lên nè. Thôi ra thôi nè. Quá mệt rồi. Chào mừng các thành viên của Running Man Việt Nam chơi là chạy đã đến với bãi bùn. Rất là buồn luôn, rất là buồn à. Có khó đi ạ. Vòng chơi đầu tiên của nhiệm vụ thu thập bóng running sẽ là đấu vật trên bãi bùn. Sao đấu lại với ông nội này? Trò chơi đấu vật là một trò chơi truyền thống của Hàn Quốc. Người chơi phải nắm lấy cốt của đối phương và cố gắng vật ngã họ. Trong vòng 5 trận đấu, đội giành được 3 điểm trước sẽ được thưởng 5 quả bóng running. Nếu sau 4 trận đấu và hai đội hòa nhau, trận đấu cuối cùng sẽ cử hai át chủ bài của hai đội ra thi đấu. Ờ, chúng tôi xin thông báo chúng tôi không có át chủ bài ạ. Không có. Đây nè. Không, em đó. Em dùng mỹ nhân kế được mà Ngọc. Được. Em gặp anh Vinh. Em gặp anh Vinh em sẽ. Nếu mà bên đó đã cử Ngọc rồi thì anh Vinh. Trời. Ngọc, em muốn đấu với ai? Em là leader mà em chọn ai? Ủa thì tất nhiên con gái phải đấu với con gái rồi. Phải đấu với con gái rồi. Ủa, Ngô Kiến Huy. Phải đấu với con gái rồi. Ngô Kiến Huy. Em hãy quay cái đầu này em cắm xuống. Ok, anh chơi. Để em. Yes. 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 Tôi cho bạn biết giá trị của tôi. Anh muốn hai cái đầu đó dính cục hai cục sình đây bên. Không phải do Thái. One, two. Tôi hiểu bạn tôi lắm, thấy làm màu lắm, mọi người kệ nó đi. Xuống đi em. Đỡ em cái. Đỡ em cái. Được không? Đi được không? Em Quy hả? Rồi. Đi xa chứ vậy, đi đâu vậy? Lại đây. Đi còn không nổi thì chơi với ai? Ê, ê, ê. Ê, ê, ê. Thua à? Đó rồi, Trang. Đỡ Ngọc dậy nào, đỡ Ngọc dậy. Chuẩn bị. Chuẩn bị là nắm cho nhau phải không? Bắt đầu. Nắm cho nhau đi ạ. Nắm cái dây á. Quay em đi Quy. Quay em đi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Cố lên Ngọc ơi. Cố lên Ngọc ơi. Lăn nhục. Lăn nhục. Ủa, Ngọc ơi. Ngọc ơi. Gọi đầu cho đối thủ đi nào. Ngọc ơi.
Ngọc ơi. Ngọc, gọi đâu, gọi đâu á. Lấy xà bông dưới đất gọi đâu nào. Gọi đầu cho đối thủ đi nào. Lấy một tay. Một tay bông dưới, một tay lấy đất trà đầu. Lấy một tay. Một tay bông dưới, một tay lấy đất trà đầu. Em nhéo đi. Đúng rồi, đúng. Trời. Đâu. Em nhéo đi. Đúng rồi, đúng. Trời. Dơ ra, đứng vô đây kìa, dơ ra. Ây da. Đứng vô. Cậu sẽ bỏ luôn, cậu sẽ bỏ luôn. Rồi, đi vô đi. Đi vô. Đi vô. Hồi nãy á, quýnh bốc sinh quá mệt. Bây giờ sao? Chưa chọn rồi. Bây giờ bên kia. Bây giờ ai? Không sao, tại vì biết sao không? Đội em nghĩ là bây giờ chẳng lẽ thắng 4-0 thì kỳ. Không có gì kỳ hết. Để cho ăn một trái chứ. Thử người mạnh nhất ra, lấy lại sự mặt mũi. Em muốn lần này sẽ là anh Trương Thế Vinh ra trận. Thì ai bên này đấu được? Anh Giang đi ạ. Tại vì anh Giang cỡ nào cũng thua nên cho anh Giang chứ. Nhưng mà anh là đấu với Yên Ngân á. Tôi sẽ đấu với cậu. Nè, bên này giờ bắt đầu. Mọi người bắt con chơi bắt đầu không? Ai? Còn gì bác nhìn là biết. Nhìn thấy kết quả rồi. Bắt đầu. Ủa gì vậy? Anh Giang. Anh Vinh, anh nắm không? Chơi đâu? Anh Giang ơi. Trời ơi, anh lại đi nghe lời người khác. Bị lừa, đang nói chuyện cái show à. Hai người mà em tin tưởng nhất trong ngày hôm nay. Tôi sẵn chí thông. Cà rích, không có gì, 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 không có g
mầm non cỏ lên, con cua thôi, con cua ốc mượn hồn không có lo, đừng sợ đừng gì hết, lo gì. Hỏi là hai anh lúc nãy té cách nào nói nhẹ nhàng. Đừng đàm phán, không nghe nói gì hết. Anh chính vì bị nghe nói, bị đánh chống lại nên mới bị té. Tôi ạ. Dạ. Chiến thắng. Chưa đâu. Đi sáng lại. Không phải với nó là phải lâu xíu. Chứ lại nhanh. Sao để xấu vậy? Hey. Hey. Đi mệt quá. Ủa chưa đi quay nữa hả? Chịu anh vợ. Bắt đầu. Nhất là phía trước đây, hất là phía trước. Cha đít. Đừng có nhúng ha. Đừng có nhúng là đi đằng phía sau á. Không. Nhất là phía trước đây, hất là phía. Anh đưa tự nhiên. Diễn luôn đi Phan ơi, diễn luôn. Diễn luôn đi Phan ơi, diễn luôn. Trời ơi, trời ơi. Em ruột tôi xin trời. Đây, hãy xem trận đấu công bằng nhất. Đây. Đội trưởng của tôi và kia vô họ trắng. Anh cảm thấy nhục nhã khi đấu với Ngân. Anh thấy không công tại. Không phải, anh thấy anh mạnh hơn em. Anh mạnh hơn em. Anh mà thắng em thì người ta nói anh kiểu giống như là đàn ông thắng gái. Dạ đúng rồi. Còn không quân tử nói cho đàn ông thua gái nhục nha. Cảm giác đó em hiểu á. Cảm giác đó em hiểu. Không sao, anh cứ hãy đối xử em như một chàng trai. Chàng trai. Xuống đây nào cô gái. Xuống đây nào cô không gái. Trai nào cũng vậy. Xuống đây nào cô gái. Xuống đây nào cô gái của em. Sức mạnh của Ngân chỉ gấp đôi tôi thôi. Anh hãy xuống đây nào. Không thua. Trời ơi, anh sao thua được? Không thường nha. Bắt đầu. Đội trưởng hô lên. Đội trưởng hô lên. Đội trưởng hô lên. Bắt đầu. Hiện tại kết quả của hai đội đều nhau. Vì vậy mỗi đội sẽ cử ra một đại diện để thi đấu vòng đấu cuối cùng. Bây giờ đội bên kia mạnh hơn, mình phải chờ cái đội bên kia cử ra. Anh muốn chọn ai của đội em ạ? Anh Giang, đội này ai là đội trưởng? Em. Ra đi.
Cao. Trời ơi. Không có gì vậy. Chưa có cơ hội thể hiện. Chơi, ừ. Đúng, tôi chưa kịp chơi. Thua một trận nhưng mà thắng cả hành trình. Anh ra, em ra với anh em có dám em kịp chơi không? Hey. Chúc mừng đội Thúy Ngân đã chiến thắng. Chúng tôi sẽ tặng cho các bạn 5 quả bóng Running.